Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Ronaldo bật cao 2m6 ghi bàn và những pha xử lý khó tin. Rạng sáng ngày 19 tháng 12, ở vòng 17 giải Serie A Ý, siêu sao Ronaldo đã có pha ghi bàn không tưởng và gây sốt khắp các mạng xã hội khi anh bật cao 2,6m, đứng trên không 1,5 giây để đánh đầu ghi bàn, quyết định giúp Juventus đánh bại Sampdoria 2-1 giữ chặt ngôi đầu bảng. Ronaldo hiện đã 34 tuổi, ở độ tuổi này tưởng sắp giải nghệ, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn luôn khiến người hâm mộ trên thế giới phải thán phục. Cùng Mr. Zero điểm qua những pha bóng hiếm thấy khó tìm trong bóng đá nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Các ngôi sao bóng đá quốc tế luôn biết cách tạo ra dấu ấn riêng biệt trên sân cỏ bằng những pha xử lý vi diệu mà không phải cầu thủ nào cũng làm được. Mới đây, khi siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo một lần nữa khẳng định tên tuổi của mình bằng pha bật cao đánh đầu hết sức ấn tượng, thì người hâm mộ lại có dịp bàn tán về những pha xử lý khó tin mà cú đánh đầu của CR7 chính là một ví dụ điển hình. Không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây chính là những tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh xuất hiện trong thế giới bóng đá. Juventus đánh bại Sampdoria trên sân khách với tỷ số 2-1 rạng sáng vào ngày 19 tháng 12. Trong trận đấu này, khán giả được chứng kiến một bàn thắng mang đúng thương hiệu của CR7. Anh không đá phạt, không vung chân sút mà bật cao tới 2m56 rồi đánh đầu tung lưới đối phương. Để dễ hình dung, Ronaldo thực sự đã bật cao hơn cả khung thành đối phương. Điều người bình thường, các cầu thủ và ngay cả những vận động viên bóng rổ cũng khó mà thực hiện được. Hài hước ở chỗ, tiền đạo người Bồ Đào Nha phải nói lời cảm ơn tới người đồng đội Alessandro. Đường tạt hơi quá tầm của Sandro vô tình trở thành cơ hội để Ronaldo chứng tỏ sự phi thường. Điều đáng nói, CR7 không có chiều cao quá lý tưởng, chỉ 1m85, anh cũng chẳng được sinh ra ở vùng đất của những gã khổng lồ như Carlton Chancellor, Chan Kohler hay Peter Crouch, cây sào của thế giới. Vậy mà siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn tạo ra được điều kỳ diệu. Nếu bạn nghĩ công việc của thủ môn chỉ là đứng trước khung thành và giúp đội nhà cứu thua khỏi những pha tấn công nguy hiểm thì có lẽ bạn đã sai. Trong nhiều tình huống, vị trí đặc biệt này thậm chí còn đem đến cho đội nhà một bàn thắng hoặc một pha kiến tạo ngon ăn. Đến thủ thành Coutoy cũng thừa nhận, tôi cao 2m, đối thủ phải ngán khi tôi lên tấn công. Thủ môn tuyển Bỉ đã mạo hiểm rời bỏ gôn nhà để lao lên tham gia tình huống phạt góc quyết định. Lợi thế chiều cao đến tận 2m đã giúp anh đánh bại mọi hậu vệ đối phương. Bật cao hơn tất cả để đánh đầu khiến đồng nghiệp trong khung thành Valencia vất vả cản phá. Bóng ngay sau đó được đẩy ra đúng vị trí của Benzema để dễ dàng đệm ngược lại vào lưới trống. Mặc dù Karim Benzema trực tiếp tỏa sáng nhưng người hùng thực sự ở đây chính là Thibaut Courtois. Chuyến thuật của Solskjaer chứng tỏ thành công ngay lập tức khi Greenwood giúp MU gỡ hòa 1-1 trước Everton chỉ 12 phút vào thay thế Jesse Lingard. Thế nhưng, chuyện đáng nói hơn cả chính là việc Greenwood đã lướt qua một cuốn sách về chiến thuật của Solskjaer ở khu vực kỹ thuật mà không nhận ra rằng máy quay đang phóng to các trang. Nhận xét về bàn thắng của các cầu thủ này, một người hâm mộ cho biết chàng trai đang đọc chiến thuật từ một cuốn sách giáo khoa và vừa vào sân ghi được một bàn thắng trong sách giáo khoa, Mason Greenwood. Một người khác lại tuyên bố Greenwood đã thấy điều gì đó trong cuốn sách chiến thuật. Thế nhưng bên cạnh những bình luận hài hước, cũng có những phản ứng quyết liệt về đạo diễn hình của đài Sky Sports tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Dù là ngôi sao lớn nhất đội, Ronaldo vẫn đầy tinh tế khi nhường băng đội trưởng cho đồng đội. Cụ thể ở phút 76 trong trận đấu với Udinese, Bonucci có dấu hiệu bị đau và anh đã rời sân để nhường chỗ cho Matthijs de Ligt. Trước khi rời sân, Bonucci đã trao lại băng đội trưởng cho Ronaldo. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trao nó lại cho Blaise Matuidi, người có thời gian thi đấu cho Juventus lâu hơn anh. Cầu thủ người Pháp tới câu lạc bộ thành Turin từ năm 2017, trong khi CR7 mới chỉ có một mùa rưỡi cống hiến. Chính vì thế, anh nhận thấy đưa băng đội trưởng cho Matuidi là hợp lý hơn cả.
Làm thế nào để ngăn chặn Messi? Đó có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều cầu thủ và huấn luyện viên trên thế giới mong muốn được giải đáp. Đa số sẽ tìm cách đốn dò hoặc là phạm lỗi trực tiếp với số 10 phía Barca, thì Toni Kroos lại chọn cách không thể độc đáo hơn. Ngôi sao của Real khi bị đồng nghiệp làm cho bể mặt, ngã trống vó thì tiện tay kéo lưng quần của M10 xuống. Dĩ nhiên, Messi buộc phải hãm phanh để tránh trường hợp lộ hàng xảy ra. Có lẽ nhiều cầu thủ sẽ cân nhắc học theo cách của Toni Kroos sau tình huống này mà xem. Cũng đừng nghĩ rằng đội trưởng sẽ luôn là người có những hành động mẫu mực và đẹp mắt với các fan. Các Gunner chắc hẳn vẫn chưa thể quên hành động gây sốc của Granit Xhaka trong trận gặp Crystal Palace. Cụ thể ở phút 61, khi Granit Xhaka bị thay sớm ra khỏi sân, anh đã ném chiếc băng đội trưởng về phía Aubameyang thay vì treo như đơn thuần. Cầu thủ này chậm rãi đi bộ ra sân khiến các cổ động viên hết sức nóng mắt. Những cổ động viên gần đó đã la ó, hối thúc anh sớm rời sân thay người. Đáp lại, Xhaka đưa tay ra dấu hiệu đầy khiêu khích đáp trả. Anh buông miệng, chửi fuck off, hướng về phía đám đông là ó mình. Chưa dừng lại ở đó, Xhaka tiếp tục tỏ thái độ bất mãn, thể hiện rõ qua cái bắt tay hụt với Unai Emery. Anh cởi bỏ áo đấu ngay khi vừa bước ra khỏi đường biên và ném xuống đất. Không về lại băng ghế dự bị, Xhaka đi thẳng vào đường hầm với vẻ mặt đầy khó chịu và hậm hực. Những khoảnh khắc tồi tệ của người đang mang tấm băng thủ quân đội bóng đều được máy quay bắt trọn. Trong lần đầu tiên góp mặt ở trận Derby Madrid chính thức, tân binh 19 tuổi đã khiến mọi ánh mắt ở Wanda Metropolitano phải đổ dồn về phía mình. Anh liên tục cho thấy sự tự tin cùng kỹ năng cá nhân tuyệt vời bằng những tình huống đi bóng tạo ra vô vàn sóng gió cho hàng phòng ngự Real. Tuy nhiên, Felix đã vấp phải một chướng ngại rất lớn ở phía bên kia chiến tuyến, đó chính là trung vệ đội trưởng Sergio Ramos. Cầu thủ 33 tuổi vỗ về cựu sao Benfica ngay từ những pha chạm mặt đầu tiên. Khi đồng hồ vừa điểm sang phút thứ 5, Ramos đã khiến Felix phải đổ gục xuống sân sau một tình huống truy cản.
Với nhiều cổ động viên, Sergio Ramos được xem như gã đồ tể trên sân cỏ. Lối chơi rắn không ngại va chạm của trung vệ này khiến cho đối thủ luôn e dè mỗi khi đối đầu với anh. Nhưng lần này, nạn nhân của thủ quân Real không phải là cầu thủ đối phương mà lại chính là đồng đội của anh, Carvajal. Vừa rồi, chính là những pha xử lý khó tin ở trong thế giới bóng đá năm 2019. Theo bạn, tình huống nào để lại nhiều ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào thú vị từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!